Tiếp tục bài hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về phần mua văn phòng phẩm nhé. Thì ở đây mình sẽ thấy là ở đây có một cái hóa đơn của ở đơn vị mua của Bixi Ninh Bình này chẳng hạn. Thì mình sẽ thấy là ở đây đa phần các cái vật tư nó là cái đồ văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh ban đầu, ví dụ như băng dính này, bút này. Đó, các cái loại vật dụng sử dụng cho văn phòng thôi. Thì tương tự các bạn vẫn vào cho mình cái phần mua hàng nhé. Chỗ này mình sẽ mua hàng hóa dịch vụ thì có thể ở đây các bạn sẽ có một trong các sự lựa chọn sau. Cái thứ nhất là mình sẽ là mua hàng hóa này, nhưng ở đây mình sẽ là mua hàng hóa không qua kho. Đó, mình sẽ chọn là mua hàng hóa trong nước không qua kho nhé, và nhận kèm hóa đơn. Thì thông tin ở đây nhà cung cấp thì tương tự như lúc đầu tiên mình đã hướng dẫn lần trước là các bạn sẽ tích vào dấu cộng. Và sau đó các bạn nhập mã số thuế của nhà cung cấp cho mình. Thì chỗ này mình sẽ là 02006623141003 nhé. Các bạn lấy thông tin thì đây sẽ có là của Bixi Ninh Bình này, các bạn cất này. Thì ở đây cái ngày hạch toán của nó chính là ngày các bạn mua đúng không ạ? Ngày 28/05/2021. Đấy. Thì ở đây mình có thể các bạn sẽ cho mình một cái, nếu mà một có thể bạn sẽ nhập chi tiết từng mặt hàng này một, hoặc cái thứ hai, trường hợp thứ nhất nhá, là có thể các bạn có thể nhập chi tiết cùng một mặt hàng này một. Cái trường hợp thứ hai là mình chỉ cần tạo cho mình một cái mã văn phòng phẩm thôi. Văn phòng phẩm. Khi ở đây báo là mã văn phòng phẩm đã tồn tại thì mình chỉ đánh chữ đánh văn phòng phẩm nhé. Đấy, bạn đánh chữ văn phòng phẩm. Chi phí trường chỗ này thì mình cho tài khoản 64 642, nếu theo thông tư 200 thì nó sẽ phân ra là 641 là chi phí bán hàng, 642 là chi phí quản lý doanh nghiệp, còn theo thông tư 133 thì nó sẽ để là chi phí bán hàng là 6421, còn chi phí quản lý doanh nghiệp là 6422. Thì mình sẽ chọn là 6422 nhé. Mình có thể nhập luôn tổng tiền của khoản này luôn. Đấy. Là 10105 đó. Và hiện nay các bạn cho phần mình phần thuế là 10 thuế 10%. Đấy, nó sẽ ra tổng tiền. Và các bạn sẽ nhập thông tin hóa đơn ở bên này. Đây là thì các bạn sẽ xem lại là cái phần công nợ đây 11.118.500 rồi chưa, tổng tiền khớp này, cái này tiền khớp này. Đấy, các bạn cất này. Đấy. Trường hợp thứ hai là mình sẽ nhập chi tiết từng cái này, mình vẫn để văn phẩm nhưng các bạn sửa cho mình nhé. Trường hợp thứ hai là mình sẽ làm theo kiểu như sau. Mình có thể ở đây mình sẽ có thể sửa tất cả các thông tin, ví dụ mình sẽ sửa thành là bút bi Thiên Long này. Đấy, số lượng bao nhiêu chiếc này, sành tiền các thứ, bạn ghi lần lượt xuống đây, tương tự ở dưới đây cũng vậy. Đấy, ví dụ như vậy. Nhưng bình thường hay để chữ văn phòng phẩm cho nó dễ. Còn trong trường hợp văn phòng phẩm nếu lừa mua mua với giá trị nhiều nhá, có thể các bạn sẽ chưa không phải sử dụng cho thẳng vào chi phí nữa, mà mình có thể cho sang tài khoản 242 cũng được. Nhưng ở đây mình đang hướng dẫn trường hợp thứ nhất là mình sẽ đưa thẳng vào chi phí nhá. Đó, thì hôm nay mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về cái mua văn phòng phẩm không qua kho nhé.